thử thách chơi trò chơi con mực. Nhóm bạn làm cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Trò chơi con mực đã từ lâu được biết đến như là một trò chơi sinh tử được lấy cảm hứng từ bộ phim Đình Đám của Hàn Quốc. Nên nhóm các bạn nữ này nhân lúc rảnh rỗi đã quyết thực hiện trò chơi này, nhưng không phải theo kiểu được nhắc đến trong bộ phim trên, mà là chơi theo kiểu đen vui vùi lùi. Như thế là các bạn nữ trong video đã sử dụng một thang tre rồi ngậm nó trong miệng, đứng trước máy quay rồi thi với nhau xem coi ai sẽ là người cười trước. Cứ ngỡ trò chơi sẽ ly kỳ và hấp dẫn lắm, ai ngờ ba bạn còn ngậm chưa hết thì mấy bạn khác đã phi cười là một thang tre tuôn té hết cả ra. Mà cứ như có hiệu ứng domino ấy, chỉ cần một bé mực khai hỏa, mấy bé mực khác liền khai hỏa theo, làm cho không gian đang trong xanh bỗng trở nên xám xịt. Xem đến đây có lẽ ai nấy dễ cảm thấy buồn cười vì nét biểu cảm của ba bạn nữ. Ai nấy đều tỏ ra khí chất của một chú hề thực thụ với cái miệng đen đen và khuôn mặt đầy những vết nhăn nhúa. Xem đến đây, nhiều cư dân mạng cũng để lại cảm xúc của mình sau khi xem pha tấu hài này của ba bạn nữ. Nửa đêm ba bạn làm mình cười điên luôn, mấy cú này hài. Ha ha, cho mình chơi với. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Tin Nhanh Kênh Ta để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày nha.